Rồi tiếp theo các bạn, mình đi qua trạm thu phí tí xíu rồi đó. Nãy mình đang quay thì gặp cái anh trên điện thoại, nên là nó bị đứt quãng video chéo cái điện thoại mình dở luôn. Rồi 80 ở đây có cái bãi nè. Ở đây nữa ha. Cái bãi co này thì mình lướt qua thôi, gần tới đèn xanh đèn đỏ nha. Lướt qua những cái bãi chính nhiều lắm. 80% là 80% cái bãi đã nằm trên cái con đường này nha. Từ cả hai bên đường luôn, tay trái và tay phải. Ở đây cũng có cái kho bán tiêu quy nha. Để mình tới có bãi mình dừng lại, bạn coi tới cái bãi này thì các bạn đi trên con đường này các bạn sẽ ghé hết. Đó, đây là cái bãi bán đồ nghề ha. Đó, thì mình sẽ đứng lại quay cho mọi người. Đó, đây bán đồ nghề. Thôi mình quay người ta cũng không thích đâu. Kẹt xe quá, quay 125 luôn. Đó, đây còn bãi nữa. Ngoài thấy bán đồ công cụ không? Ở đây là địa chỉ là không thấy số luôn. Kế bên. Rồi đây mình quay vô nè, kế bên đây là có bãi nè, bãi thật. Không, bãi gì đâu. Dạ. Mai Nga, Mai Hằng hả? Dạ, Mai chị Nga xã. Đây ha các bạn, đây một bãi nè. Đó là ta kêu ở đó mai ta xả đó. Đó quay để chắc các bạn hơi nhức đầu luôn. Rồi kế lên 100 mấy 200 mét ha, có một cái bãi nữa. Đây là bãi của đây đó, chủ bãi đang ngồi đấu dây điện. Ở đây là mình không có nhớ số luôn, không thấy số luôn. Đây nữa nè, bán đồ linh tinh nè đó. Khá là chóng mặt à. Chạy lên chút xíu các bạn, tới hơn số 400 rồi nha. Ở đây có một bãi nè các bạn. Nè đó, kế bên mấy cái chỗ bồn rồi đó. Đó nè, đó là bãi công cụ nè. Đó, bãi này nè là 439 nha các bạn. Kế bên số 439 quốc lộ 1A ha, có một bãi nữa ha. Bia công cụ ha, gần số 367 nha các bạn, nó khoảng 365 hay gì đó, mình không có quay chính xác. Nói chung là các bạn chỉ cần đi từ Tân Kỳ Tân Quý ha, ra từ trong Tân Kỳ Tân Quý ra gặp quốc lộ 1A, các bạn quẹo phải lên, các bạn chạy tới ngã tư Gò Mây thôi nè, đó cầu vượt Gò Mây nè các bạn, lát mình sẽ vòng với cầu vượt ha, vòng với cầu vượt mình đi
đây hay có công an lắm, giống như cầu vượt mình đi mình sẽ quay lại, còn cả chục bãi nằm bên đó ở bên tay trái của mình, giờ mình sẽ vòng lại đây. Mình bỏ điện thoại vô túi luôn nha. Đó, mình vòng dưới cầu vượt nha. Rồi mình vòng dưới cầu vượt nha mấy bạn. Mình vòng dưới cầu vượt ngã tư Gò Mây á. Mình quay lại nè, phải có mấy bãi nữa. Bây giờ mình bỏ điện thoại vô túi nha, mình giả bộ là khi mình mua hàng hồi sáng nó mới xả là để hỏi cái máy cỏ bao nhiêu rồi mình đi tiếp hết con đường này ha. Nói chung là quay hơi khó câu nhưng mà các bạn biết địa chỉ là chứ có biết hướng là các bạn đi được rồi. Không biết thấy gì không? Bây giờ chắc cũng thấy. Đây nè các bạn, hồi sáng mới xả hàng cho bạn, mới xả hàng ha. Máy rất là nhiều luôn, để mình thử hỏi cái máy cỏ coi bao nhiêu tiền. Còn đi mua còn cái gì hay không? Nó máy xả mà mình không có thấy kết được cái máy nào hết, giờ sao hỏi giá, phải kết một cái rồi mới hỏi giá được. Đó, các bạn nhìn thấy quá trời ha, đồ nhóc luôn nha. Còn cái máy nào ngon mình hỏi cây nha. Đây mình hỏi cái máy khoan này. Máy này cũng ngon. Không có rẻ nha các bạn. Mình đảo vòng rồi thích mua mà cũng không thấy gì đấy. Hỏi thử là có gì để mua nè, hỏi cho giá như là máy cỏ nha. Bộ boss 12V này nhiêu anh? 700 hả? Mới sạc. Mấy cái này gì? Pin hư. Đảo chiều qua còn gì không? Bán cũng hết rồi, gần hết rồi. Motor xét quá, tính bớt được không anh? Dạ. 700 cho khách này nó ra không được. Để dạ. Về phải đóng pin lại nhiều lắm. Chiều em đảo vòng cảm ơn đi vòng. Bộ đó thấy motor xét rồi mình không mua, 700 thì cũng được nhưng mà pin đó mà về bỏ rồi các bạn đóng lại thì nhiều tiền lắm. Lấy 700 về là nó hư là mình ôm luôn, bán được 800-900 gì đó thôi mà nó ôm đây một bãi nè.
hai cầu vượt phải này lớn nha các bạn. Mình quên quay kỹ cho các bạn coi đây nè, nhiều co lắm. Ở vòng vòng dưới cầu vượt Gò Mây nha, cầu vượt ngã tư Gò Mây rất là nhiều bãi các bạn. Đó, đây có một bãi nữa nè, bãi nhỏ thôi, ở 272 quốc lộ 1A ha, chạy xuống khoảng 50m ha là có bãi lớn nè các bạn, để ý nha. Đó, bãi này nè, Linh nè ha, Linh phải bãi của anh Linh nè. Chạy xuống khoảng 400-500m gì nữa là có một cái bãi nữa, bãi lớn. Quay lướt thôi nha. Rồi tới số 376 ha, có một kho đồ về nha. 376. Rồi ở đây có một kho nha các bạn. Còn cái kho bãi nó quân dân nha. Đó, quân dân 398 vô lộ 1A ha. Điếm bãi mệt mỏi luôn á. Giờ bãi mở đây dãy mà giá thì cao. Do mình quay điện thoại mà mình không có video đó, ngoài đường nó ồn lắm, các bạn thông cảm. Thì mình quay chỉ để hình dung, các bạn hình dung cái tuyến đường các bạn đi thôi. Thì khi mà các bạn có ý định đi lên đây để tham quan cái bãi là để mua đồ thì các bạn cứ chạy theo cái hướng đó mình chỉ là được ha. Thì đây cái hướng nó bảo đảm các bạn là có mấy chục bãi để các bạn lựa chọn, đây một bãi đồ nghề to, bãi đồ nghề lớn các bạn có thả công cụ luôn. Rồi tới đây là kho chính nè các bạn, các bạn cũng nghe nói nhiều về kho chính, thì kho chính nằm đây nè, có thả công cụ luôn nha. Đó, kho chính đây, đó kho chính là vậy, là 462 quốc lộ 1A đó, có bán công cụ đó tự nha. Kho chính 462 ha. Rồi mình chạy xuống khoảng 100m đó, 100-150m gì đó, sẽ có một cái bãi nữa, như là hai bãi kế nhau à. Đây, ngày nào mình cũng đi tuyến đường này đó, đi kiếm cỏ đó bạn. À đây có cái bãi là đó, kế bên nhà nghỉ Thỏ Hương á, là bãi này là về đồ Mỹ đó các bạn, bãi về đồ Mỹ. Rồi kế bên đây là em của anh này đó, anh em đó mở được cái bãi lớn luôn á. Địa chỉ nè các bạn coi số kế bên nha, 498 nha, kế bên thôi, mình cho địa chỉ kế bên thôi. Rồi ở đây mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Thì các bạn khi mà các bạn muốn lên bãi á thì các bạn đi từ quốc lộ 1A, đi từ Tân Kỳ Tân Quý ha, các bạn đụng quốc lộ 1A thì các bạn quẹo phải, các bạn chạy tới trạm thu phí, là kế bên trạm thu phí có mấy bãi, rồi các bạn chạy thẳng lên tới, chỉ cần tới ngã tư Gò Mây thôi, các bạn vòng dưới cầu vượt, các bạn quay lại là có thêm cả chục cái bãi nữa ha. Quay lại tới Tân Kỳ Tân Quý thôi có chục bãi. Rồi nếu mà các bạn xiên, các bạn muốn đi nhiều á thì các bạn chạy thẳng lên luôn tới ngã tư An Sương, các bạn vòng lại thì trên đó nó còn khoảng 3-4 cái bãi nữa ha. Nó chạy dọc dọc sẽ thấy ít lắm. Rồi đi tới mình, khi mình quay lại rồi á, mình chui dưới cầu vượt ngã tư Gò Mây mình quay lại ha, thì mình chạy mình sẽ thấy một số bãi đi hết đó, tới tới chỗ Tân Kỳ Tân Quý thôi, thì các bạn nghĩ quay về cũng được. Còn các bạn đi xuống lúc với tới cầu vượt Hương Lộ 2 ha, thì nó sẽ có thêm hai cái bãi nằm dưới nữa, một hai cái bãi với mấy cái co ở dưới, nhưng mà ở dưới thì cũng ít hàng. Nó tập trung hết cái phần đường hồi nãy, cung đường nãy giờ mình đi á, là 80% cái bãi xả công cụ nó nằm đó rồi ha. Rồi mình quay về, mình vừa chạy vừa quay, nó không biết là các bạn có coi được hay không á, nếu mà nó có hơi rung hay là cái gì đó các bạn thông cảm bỏ qua. Thì nếu các bạn muốn thắc mắc về đi bãi thì chủ nhật các bạn cứ chạy ra ngoài bãi nè, ngay trạm thu phí thì mình vòng vòng qua đó mình dẫn các bạn đi. Thứ hai là
chủ nhật là rất là nhiều bãi xả hàng, các bạn cứ ra đó là sẽ có bãi xả hàng là chắc chắn có rồi đó, các bạn cứ ra đó là tham quan và lượm hàng ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.